Chắc hẳn là những bạn nào mà là dân văn phòng sẽ không còn lạ gì với những chiếc máy phun sương tạo ẩm nữa, những bạn mà chúng ta phải ngồi cả ngày trong phòng điều hòa ấy. Hay là những bạn nào mà đang được hưởng một cái mùa đông tại miền Bắc giống như mình, thì các bạn sẽ thấy rằng là mùa đông này của chúng ta độ ẩm cũng xuống rất là thấp. Từ đó chúng ta bị nẻ này, nứt môi này, toát miệng này. Xong rồi có những bạn bị nhạy cảm tới mức độ là mũi kiểu như nó khô quá, nó bị chảy máu mũi nữa. Đó là những cái hệ lụy của việc là độ ẩm trong không khí giảm xuống. Tuy nhiên thì với video này mình sẽ gửi tới các bạn một cái sản phẩm có khả năng là điều chỉnh độ ẩm trong không khí, tự động điều chỉnh nhá, chứ không phải như một số máy thị trường bây giờ các bạn cứ bật cái chế độ phun sương tạo ẩm lên là nó phun liên tục, phun cả ngày mà không cần biết là độ ẩm trong phòng bây giờ là bao nhiêu, liệu có ảnh hưởng đến đồ điện tử của bạn không. Thì với chiếc máy này khác, sẽ có khả năng tự động điều chỉnh được. Ok, vậy cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu về chiếc máy phun sương tạo ẩm của Sazo này nhá. Mã hiệu của em nó sẽ là SZX1. Và mình là Công tới từ Review S. Nếu như bạn nào quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn đừng quên truy cập đường link của TNT Shop mình để ở phần mô tả của video này nhé. Ngoài máy phun sương ra thì còn rất là nhiều thứ hay ho khác ở trên website của TNT Shop, các bạn hãy tham khảo thêm. Cái đầu tiên ở trên sản phẩm này mà làm mình ấn tượng thì đó chính là thiết kế, và mình hy vọng rằng các bạn cũng thấy nó đẹp như vậy. Vâng, một thiết kế hình trụ nhé, các bạn có thể để ở những vị trí trong phòng khách, trong phòng ngủ. Nhìn nó không phải là một cái thiết bị gọi là chỉ để phun sương không, mà nó còn để trang trí cho phòng các bạn đẹp hơn nữa. Đấy, phải nói nó rất là đẹp. Cái nhựa ở xung quanh của chúng ta thì đây sẽ là nhựa nhám, và vì vậy các bạn sẽ không sợ rằng nó bị những cái vết xước răm nho nhỏ sau khi sử dụng ấy. Và kể cả là cái phần nắp trên này cũng là nhựa nhám luôn các bạn nhá. Nhưng có một điều bạn cần lưu ý với cái thiết kế này của sản phẩm ấy, đó chính là ở dưới đáy này, các bạn nhìn thấy chúng ta có một cái khe ở đây không? Đây chính là khe để cho hệ thống có thể kiểm tra xem phòng bây giờ đang có độ ẩm bao nhiêu, nhiệt độ thế nào. Nên là các bạn đừng có đặt cái khe này nó bị quá sát vào mặt bàn, nó sẽ không thể nào mà kiểm tra được. Các bạn nhớ để trên những cái mặt phẳng giống như mình đang để trên mặt bàn đây này. Đấy, nó thoáng, nó mát thế này thì máy mới hoạt động tốt nhá. Và tiếp theo thì các bạn sẽ còn có một cái màn hình ở phía trước đây. Như các bạn thấy nha, có một cái màn hình nhá. Và bốn nút ở xung quanh này là bốn nút cảm ứng. Còn ở trên này chính là thanh nước của chúng ta để các bạn biết được rằng mực nước là bao nhiêu. Ở bên trong này chứa tối đa được là 4 lít nước. Wow, một con số nó quá lớn, và mình đã thử cho nó chạy thì chạy cả đêm luôn các bạn, nó vẫn không hết được. Và theo như mình tìm hiểu thì phun được lên tới là 20 tiếng đồng hồ liên tục với lại 4 lít nước. Tuy nhiên là sản phẩm nào cũng đều có điểm cộng và điểm trừ. Nãy giờ là những điểm cộng, vậy điểm trừ nằm ở đâu? Đó chính là ở phần dây của sản phẩm. Cái này thì mình thấy rằng là có vẻ dây hơi ngắn. Đây, các bạn nhìn nhá, phần dây của sản phẩm nó chỉ kéo từ đây thôi mà đến đây. Nó khá là ngắn ấy. Mình thì mình không đo được chính xác là bao nhiêu, nhưng mà dây sản phẩm thì hơi ngắn. Nếu như các bạn mà sử dụng kiểu như là để trên những vị trí cao ấy, thì các bạn sẽ cần phải nối dài cái dây này ra. Có thể bạn dùng ổ cắm nối dài, hoặc là bạn cắt luôn cái dây này ra để bạn nối cũng được. Trước khi chúng ta bật lên thì các bạn sẽ cần phải cho nước vào trong sản phẩm. Và thực sự là cái việc cho nước vào sản phẩm này nó cũng là một điểm trừ, bởi vì nó quá khó các bạn. Đây này, mình chỉ làm một lần thôi nhá. Đây là anh em nhìn không, đây là cái phần nắp lấy nước của chúng ta này. Đấy, các bạn sẽ cần mở cái nắp này ra. Và để mở được cái nắp này thì các bạn cần đặt cho mình ở một vị trí nó vững chãi và chắc chắn thế này. Sau đó các bạn đặt tay lên và dùng toàn bộ lực các bạn có ở cái mức độ thấp nhất, các bạn nhẹ nhàng và nhấc ra. Đấy, anh em thấy khó không? Này, ui, các bạn chỉ cần là cầm tay nhẹ nhàng nhấc ra thế này là xong. Như vậy là các bạn đã có thể là đổ nước vào được. Đây là phần bên trong của máy chúng ta. Ở phía trên này là một cái nắp nữa, các bạn có thể để một chút những cái vỏ cam, vỏ bưởi gì đó lên trên này để có những cái mùi tinh dầu nó thơm hơn. Hoặc là bạn đổ trực tiếp tinh dầu vào trong nước cũng được. Đấy, các bạn có thể nhấc tiếp ra. Và ở trong này là phần khoang chứa nước, như các bạn nhìn thấy này. Ui, vừa sâu vừa rộng đúng không? Ở trong chiếc máy của chúng ta thì có mấy cái cọc ở dưới. Như mình tìm hiểu thì các bạn sẽ có một cọc để tạo ion này. Chúng ta sẽ có một chỗ để hút nước vào rồi là phụt nước lên. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là đổ nước vào và bật máy thử luôn nhá. Các bạn phải thật sự chú ý là nước đổ vào nó phải nằm ở trên vạch min. Nếu như mà dưới vạch min thì máy sẽ không hoạt động được. Và theo như mình tìm hiểu thì có tính năng thông minh, nếu như mà hết nước thì máy sẽ tự động dừng. Nhưng mà tốt nhất này, các bạn chúng ta là những người sở hữu thì nhớ nhá, đổ trên vạch min để đảm bảo an toàn nhất cho máy. Ở trên phần nắp này các bạn sẽ có một cái khay nho nhỏ. Đây chính là chỗ để các bạn điều hướng cái dòng phun sương nó phun về đâu. Các bạn phải xoay vòng tròn thế này. Nhớ là xoay vòng tròn chứ các bạn đừng cố giật ra nhé. Dặn các bé nhỏ ở nhà là cũng đừng giật kẻo hỏng mất đấy. Và bây giờ thì mình sẽ bật máy lên các bạn nhé, để chúng ta cùng nhau xem nó phun sương. Đấy, anh em thấy nó bắt đầu phun chưa? Xịn không? Thực ra là mình không cần phải động vào máy cũng có thể bật được, bởi vì là trên tay mình chính là cái điều khiển của máy. Một cái điều khiển nho nhỏ xinh xinh rất là tiện lợi. Ở trên điều khiển thì các bạn sẽ có đầy đủ tính năng hơn so với việc là các bạn chạm cảm ứng trực tiếp.
nó có thêm một tính năng nữa ấy, mà ở trên cái mặt điều khiển này không có, đó chính là tính năng ion. Cái tính năng ion này mình khuyên các bạn là nên bật lên, bởi vì nó giúp khử không khí ở trong phòng này này, khử cái mùi ấy, sạch hơn, thậm chí là khói thuốc lá có thể khử được cả mùi khói luôn. Và mình nghĩ rằng là như thế nó rất là tốt, sẽ giúp cho phòng các bạn lúc nào không khí nó cũng trong, nó cũng lành. Và xung quanh mình bây giờ các bạn có nhìn thấy sương không? Không biết các bạn có nhìn được không nhá, nhưng mà ở phía mình thì nhìn sương nó tỏa xuống nhìn rất là đẹp, trông như kiểu là trong phim kiếm hiệp ngày xưa ấy. Cái này mà làm cái đèn đánh vào ấy, xong bắt đầu các bạn chụp ảnh kiểu Hồng Kông, kiểu Trung Quốc gì cũng được. Đây bây giờ mình sẽ bật nhang ion này, các bạn để ý trên cái màn hình nhá. Đấy, thế này mình nhấn này các bạn. Nó kêu tít một cái như vậy là nhận rồi. Máy của chúng ta sẽ có 3 chế độ phun sương, và ở chế độ thứ 3 thì máy phun rất là mạnh, như mình mô tả ngay ở đầu nó cực kỳ mù mịt. Thế nhưng có một cái chuyện, đó chính là cái tiếng ồn từ nó phát ra thì lại gần như là không có, cái tiếng này nó rất là nhỏ. Và mình đã thử trải nghiệm ngủ cùng cái máy này một đêm thì nó chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của mình cả. Mình ngủ rất là ngon, tiếng cũng rất là nhỏ. Cái màn hình phía trước của máy này, khi các bạn thao tác sử dụng nó sẽ sáng lên, còn khi các bạn không thao tác nữa sẽ hơi tối xuống một chút, để các bạn không bị ảnh hưởng đến cái quá trình trải nghiệm, kiểu như bạn đang đi ngủ chẳng hạn mà cái ánh sáng nó làm bạn khó chịu. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu 4 cái nút cảm ứng này. Đây là bật tắt này, on off của chúng ta này. Tiếp theo là phần time, đây chính là cái phần để hẹn giờ. Sẽ có hẹn 1 tiếng này, 2 tiếng, 4 tiếng, 8 tiếng. Và như các bạn nhìn thấy nhá, có cái số 3 ở dưới này, đây chính là mức độ phun sương này. Mình đang để mức số 3, mình đã giảm về 1 này là phun yếu này, 2 là mức trung bình và 3 sẽ là mạnh nhất. Ok. Cái mức humid đây là cái tính năng hay nhất mà nhân từ đầu mình nói, đó chính là có thể điều chỉnh được độ ẩm như ý các bạn mong muốn. Hiện tại trong phòng của mình bây giờ này, độ ẩm của chúng ta đang là 75 và nhiệt độ là 25 độ C. Đấy, hiển thị xịn sò mà. Mình có thể điều chỉnh cái humid này, tức là độ ẩm của mình mà là 60, 65 đi thì máy sẽ ngừng phun sương. Còn độ ẩm của mình mà nó thấp hơn 65 thì hệ thống sẽ phun sương tiếp. Đấy, như các bạn thấy này, ví dụ ở phòng là 75 mà, nên là bây giờ mình để 65 lập tức máy của mình tắt luôn. Và đấy là mình vừa chia sẻ xong với các bạn những cái tính năng cơ bản nhất của chiếc máy này. Vậy thì còn cái điểm gì hay nữa không? Đó chính là cái sương mà máy này phun ra nó rất là mịn. Đó, như các bạn thấy này, mịn cực kỳ luôn. Cảm giác như kiểu là mình xoa vào tay mà nó cứ như khói ấy. Và theo như mình đọc thông tin thì đây được gọi là phun sương dạng các hạt nano, vì vậy sẽ hấp thụ nhanh hơn. Anh em thấy sao về chiếc máy của chúng ta? Nếu như mà các bạn định mua một chiếc thì các bạn đừng quên truy cập đường link của TMT Shop mình để ở phần mô tả của video này nhá. Còn bây giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video lần sau.